mọi người, mình là Phương Anh. Hiện tại Phương Anh là sales manager tại công ty công nghệ bất động sản Rever. Hôm nay Phương Anh và Rever tới dự án, một cái dự án rất nổi tiếng tại Bình Chánh, đó là dự án Loveda Vista ở Khang Điền. Tọa lạc tại số 2 đường số 19 khu dân cư Phong Phú 4, huyện Bình Chánh nha mọi người. Loveda Vista thì bao gồm 5 block với tổng số lượng căn là 1310 căn hộ. Như mọi người có thể thấy ở đây là block A, B là block mặt tiền thì sẽ có chiều cao hơn một chút, đó là 20 tầng. Block C, D, E sẽ là có 18 tầng. Và một điều đặc biệt nữa là ở dưới Loveda Vista sẽ có là 15 căn shop house để mọi người có thể tiện cho việc kinh doanh cũng như là phục vụ những mặt hàng thiết yếu cho quý cư dân nha mọi người. Bây giờ thì hãy theo chân Phương Anh và Rever và xem thử Loveda Vista có những gì đặc biệt nha. Xin mời. Hiện tại thì Phương Anh đang đứng nội khu chung của dự án Loveda Vista ở Khang Điền. Vì quy định của công cộng là đang dịch Covid căng thẳng nên là mình xin phép phải đeo khẩu trang nha mọi người. Mọi người có thể thấy thì đây là cái khuôn viên chung của dự án luôn ha. Bao gồm là hồ bơi tràn bờ. Hồ bơi tràn bờ ở đây có diện tích là 800m2 hồ bơi tràn bờ cho người lớn và trẻ em ha. Ở đây thì sẽ có là những cái khuôn viên dành cho trẻ em có thể chơi một cách dễ dàng hơn. Như kiểu chung cư, những chung cư thì mọi người có thể thấy là nhiều chủ đầu tư là rất là tiết kiệm cái tiện ích cho mà rất tiết kiệm diện tích luôn, không có làm tiện ích luôn. Nhưng mà riêng với chủ đầu tư Khang Điền thì đa số là mọi người có thể thấy đây là mảng xanh rất là nhiều này, rất là mát mẻ và chill luôn mọi người ạ. Vì là dịch bệnh nên chủ đầu tư phải như thế này để tránh mọi người có thể đi ra ha. Bây giờ thì mọi người hãy trải nghiệm cùng em nhé, xem thử là ở đây có là một nơi đáng để an cư hay là không. Dự án Loveda Vista Khang Điền thì đã bàn giao cho quý cư dân, đợt này là đợt thứ 2 rồi. Những đợt quý cư dân mà đã bàn giao đợt 1 rồi á thì đang tiến hành làm sổ, và những quý cư dân đợt 2 thì đang nhận nhà rồi. Mọi người có thấy nhanh không ạ? Mà chỉ có chủ đầu tư Khang Điền mới làm được điều đó thôi. Bây giờ thì mọi người hãy trải nghiệm thử nội khu Loveda có đẹp không nha mọi người. Xin mời ạ. Cũng có một điều rất đặc biệt tại dự án Loveda Vista nữa là nhiều chung cư khác á, thì thường là để xe hơi hoặc xe máy ở dưới hầm á. Riêng với dự án Loveda Vista của Khang Điền thì mình sẽ để xe ở tầng 1, tầng 2 và tầng 3 ha. Có nghĩa là mình để trên không và không phải dưới hầm. Thì để tránh những cái lúc mà trường hợp là thời tiết xấu, mình không sẽ bị những cái phương tiện giao thông của mình sẽ không bị ngập và bị hư hỏng. Mọi người ơi, sau khi mà cùng em khám phá về tiện ích Loveda có những gì thì bây giờ theo chân em, hôm nay em mời mọi người trải nghiệm tới 3 căn hộ. Tủ này là chủ đầu tư đã làm sẵn cho quý cư dân rồi, để mình để thư này, hóa đơn điện nước hàng tháng để quý cư dân có thể dễ quản lý. Mỗi cư dân thì sẽ có một chìa khóa riêng ha, không có ai được sử dụng của, không có sử dụng chung đâu mọi người. Ở bên đây thì sẽ có là hai dãy tủ luôn này. Dự án Loveda Vista của Khang Điền. Sau đây thì còn đây là cái bảng thông tin cho cư dân và chủ đầu tư cũng làm sẵn rồi này. Ở đây thì bao gồm những cái điều như là nội quy của bên đơn vị quản lý,
Em quên mất đơn quản lý ở chung cư Lovera Vista là Savo nha mọi người. Ngoài ra thì là kế hoạch bảo trì này, rất là nhiều thông tin hữu ích ở trên này mà một quý cư dân có thể cập nhật được. Bây giờ thì mọi người ơi, theo chân em trải nghiệm căn hộ Lovera tại Vista có những gì nha. Nào. Hiện tại thì Phương Anh đang đi trong sảnh của một căn block C. Sau đây thì Phương Anh mời mọi người tham khảo một căn 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh. Chủ đầu tư bàn giao cơ bản và chủ nhà đã hoàn thiện nội thất cơ bản nha mọi người. Xin mời ạ. Dạ, khi mà mình vào nhà thì đây là bộ khóa mà chủ đầu tư đã bàn giao cho quý cư dân, có 3 chức năng như sau. Mình sẽ nhập số này, sẽ có thẻ từ và khóa cơ ha mọi người. Mời mọi người vào xem thử căn nhà có gì đặc biệt nha. Như mọi người có thể thấy thì đây là cái không gian chung của căn nhà này. Chủ đầu tư có bàn giao hết full thiết bị như kiểu là bếp hay là nhà vệ sinh. Thì đây là cái nội thất mà chủ nhà đã làm hoàn thiện như thế này. Căn này thì sẽ có diện tích là 65,58 nha mọi người, diện tích sử dụng là 61,09. Như mọi người có thể thấy thì chủ nhà đã rất là một người rất là tỉ mỉ luôn đúng không ạ? Thiết kế rất là sắc, có làm rèm hai lớp này. Đây là cái cửa để mình ra ban công ha. Căn hộ này thì cũng khá là đặc biệt khi mà có một view rất là hoa hậu như thế này. View của căn hộ này là nhìn ra nhà phố liền kề của khu dân cư Phong Phú 4 nha mọi người. Đứng ở tầng 8 và view là khá là mát mẻ và thoáng nữa. Nhìn được rất là xa luôn đấy ạ. Ở đây thì chủ đầu tư cũng có làm một cái lan can rất là cao để đủ một chiều cao an toàn nếu như mà nhà mình có trẻ con nha mọi người. Sau khi mà cùng em trải nghiệm một cái căn hộ mà có view hoa hậu như thế này thì không biết là mọi người có cảm nhận như thế nào, nhưng mà rời riêng Phương Anh thì rất là tuyệt mọi người ạ. Ngoài ra nữa thì theo như em được thấy thì bố trí của căn nhà này cũng rất là hài hòa và hiện đại nữa. Khi chủ đầu tư bàn giao thì chỉ là bàn cao tường như thế này thôi nha mọi người, nhưng mà những mặt này mọi người đang thấy là gia chủ đã làm nội thất rồi ha. Mình có thể thấy là gam màu mà gia chủ đã sử dụng là gam màu trung tính, những kết hợp giữa màu trắng của gạch này, những cái màu trên tường, những màu rất là hài hòa với nhau. Để làm cho không gian thoáng hơn thì bên này gia chủ cũng đã làm sẵn hết luôn này, rất là tuyệt phải không ạ? Và ngoài ra thì đây là bộ điện nha mọi người, đây là chủ đầu tư có làm sẵn cho quý cư dân rồi. Vào đây thì ở trên bộ những cái công tắc điện này đã nốt hết là những bao gồm là mình sẽ sử dụng vào cái gì để mình không nhầm lẫn nha. Và không thể thiếu đó là một khu vực dành cho chị em phụ nữ đó. Khu vực bếp thì chủ đầu tư có bàn giao là kế bếp trên. Ngoài ra thì chủ đầu tư có bàn giao sàn đá này để cho ví dụ những mặt đá này là khi mà có vết bụi bẩn đó, thì mình dễ lau chùi hơn. Ngoài ra thì chủ đầu tư cũng có đã trang bị hết cái vòi giữa này để mọi thứ đã rất là đầy đủ rồi. Mình chỉ làm như kiểu gia chủ đây, mọi người có thể thấy là gia chủ chỉ cần làm kệ để chén thôi thì là mọi thứ đã rất là đầy đủ rồi. Sau đây thì mình mời mọi người theo chân em vào khám phá không gian riêng tư một chút. Đó là căn hộ này ấy, là bao gồm 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Đầu tiên thì Phương Anh mời mọi người theo chân Phương Anh vào xem phòng ngủ master nha. Ở căn này thì sàn trong 2 phòng ngủ mà chủ đầu tư đã bàn giao cho quý cư dân á, thì mọi người có thể thấy ở dưới chân em là sàn gỗ nha mọi người. Mọi người vào xem nha. Đây là gia chủ có làm nội thất hết rồi. Theo như mọi người lúc này em có nói thì là gam màu mà gia chủ đã sử dụng thì rất là hài hòa với nhau giữa cái sàn gỗ này, giữa tủ và những cái lát ở trên này, rất là hài hòa luôn. Rất là tuyệt vời mọi người ạ, mọi người cứ tham khảo nhé. Và ngoài ra nữa thì đây là cái nhà vệ sinh riêng ở trong phòng master nha mọi người. Như mọi người có thể thấy là chủ đầu tư có bàn giao hết full thiết bị như thế này. Có kệ tắm đứng này, vòi hoa sen này, bồn rửa này, toilet, mọi thứ đều rất là đầy đủ luôn. Ngoài ra thì chủ đầu tư có trang bị sẵn đường dây nước nóng trong sẵn cho quý cư dân nữa. Sau đây thì mình xem thử là phòng ngủ thứ hai có những gì nha. Cũng tương tự như với phòng ngủ master thì phòng ngủ thứ hai cũng bàn giao sàn gỗ như thế này nha mọi người. Mọi người có thể thấy là gia chủ ở đây rất là kỹ càng trong việc chọn nội thất mà cũng bố trí rất là hài hòa nữa. Theo như mình được thấy thì anh có làm cái giường này có để quần áo ở dưới này, làm cho không gian nó rộng hơn. Và những cái dán tường ở trên này này cũng làm cho không gian trở nên một cách là rộng rãi hơn. Những cái điện chờ của máy lạnh này là chủ đầu tư đã làm sẵn và mình chỉ vào mua máy lạnh và sử dụng thôi nha mọi người. Rất là tuyệt phải không ạ?
Đây là cái cửa sổ để nhìn ra bên ngoài của phòng ngủ thứ hai nha. Đây, mình nhìn có thể nhìn ra ngoài, ở ngoài đó thì có cái hai phòng ngủ rất là thoáng luôn. Mọi người có tò mò là mình ở đây thì mình phơi đồ ở đâu không? Theo chân em nha. Đây là khu vực mình phơi đồ này, để máy giặt mọi người ha. Đây, chủ đầu tư có làm riêng ra. Khác với nhiều dự án thì sử dụng chỗ phơi đồ này, chỗ ban công chung là một, nhưng mà đối với riêng dự án Loveda Vista ở Khang Điền thì chủ đầu tư Khang Điền rất là chăm chút, phân riêng ra giữa chỗ phơi đồ và chỗ dành cho quý cư dân ngồi chill, đó là ban công. Và như mọi người đã trải nghiệm thì nãy giờ mình đã khám phá được hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh rồi. Và đây là phòng ngủ, đây là toilet chung cho căn nhà nha mọi người. Cũng tương tự thì chủ đầu tư bàn giao hết full thiết bị cho quý cư dân luôn, bao gồm kệ tắm đứng này, vòi hoa sen, bồn rửa, mọi thứ là rất là đầy đủ rồi. Mình chỉ trang trí nội thất như gia chủ ở đây và vào ở thôi. Gia chủ ở đây rất là tuyệt mọi người ạ, sử dụng những tông màu rất là trẻ trung và hiện đại. Cả nhà ơi, em có một điều rất bất ngờ tại dự án Loveda Vista và em muốn chia sẻ niềm bất ngờ cho mọi người, đó là, mà thôi em không nói nha, mọi người đi theo em nào. Mọi người thấy sao ạ? Đây là căn hộ Loveda Vista đó mọi người. Thực ra ở đây á, thôi cho mọi người trải nghiệm trước đi rồi em hàng giới thiệu nha. Ở đây là một trong những tầng sân vườn tại dự án Loveda Vista của Khang Điền. Loveda Vista Khang Điền thì có tới hai tầng là sân vườn, đó là tầng 4 và tầng 16. Thì hiện tại Phương Anh đang đứng ở đây là tầng 4 nha mọi người. Mọi người có thể thấy là quá tuyệt phải không ạ? Rất là tuyệt. Buổi chiều sau khi đi làm về, mọi người có thể đi xuống đây đi bộ, ra mắt cùng gia đình. Và mọi người ơi, tầng sân vườn thì thì cư dân ở tầng sân vườn sử dụng thôi nha. Những cư dân tầng khác thì không được sử dụng đâu ạ. Tại vì là khi mở bán á, giá những căn ở sân vườn sẽ nhìn hơn những căn bình thường một chút. Mọi người có thấy tuyệt vời không? Ở đây mọi người có thể thấy luôn nè. Loveda có 5 block và chỉ có 2 block là có sân vườn thôi. Thì hiện tại block này là sẽ có 18 tầng và tầng sân vườn nằm ở tầng 4 và tầng 16. Mọi người trải nghiệm nhé. Rất là nhiều hoa luôn. Chủ đầu tư có làm sẵn cho mọi người một không gian cho quý cư dân cảm thấy rất là tuyệt và thứ rất là đầy đủ ở đây ha mọi người. Như mọi người có thể thấy thì cư dân Loveda hiện tại đã về ở rất là nhiều rồi. Và thực ra thì mọi người ơi, cư dân ở tầng 4 sân vườn này không chỉ là sử dụng được cái sân vườn riêng này đâu. Ngoài ra thì ở sân vườn này có một view rất là đặc biệt luôn. Mọi người trải nghiệm với em nhé. Wow, mọi người có thể thấy không ạ? Dưới này là hồ bơi này. Rất là mát mẻ luôn. Ở dưới này là hồ bơi tràn bờ sử dụng cho người lớn và trẻ em. 800m² hồ bơi tràn bờ nha mọi người. Có công viên nhỏ cho em bé chơi nữa kìa. Một cái view rất là đắt giá luôn đúng không ạ? Nhưng mà giá cũng cực kỳ tốt thôi, không có mắc đâu mọi người. Sau khi mà cùng em trải nghiệm một cái căn hộ mà đã bàn giao cơ bản cũng như là chủ nhà đã hoàn thiện nội thất rồi thì sau đây Phương Anh mời mọi người theo chân Phương Anh khám phá một cái căn hộ mà chủ đầu tư bàn giao cơ bản đã bao gồm những gì nha. Nhưng mà sau khi mà cùng em đi khám phá thì mời mọi người cùng em là đây là cái sảnh thang máy chung nha mọi người của block C. Ở đây mình sẽ có 4 thang máy và 1 thang hàng ha. Nhưng mà người có thể thấy thì những cái bọc này là do là dự án mới chỉ bàn giao thôi nên là chủ đầu tư chưa có gửi những cái này ha, nên là còn mới. Nhưng mà sau khi mà đã bàn giao đầy đủ rồi thì những cái tấm này sẽ được mở ra, mọi thứ sẽ rất là hoàn hảo tại Loveda. Sau đây thì mình đi xem thử căn 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh bàn giao cơ bản bao gồm những gì nha.
Như nào, bây giờ thì mời mọi người theo chân Phương Anh khám phá một căn hộ mà chủ đầu tư đã bàn giao, cơ bản là bao gồm những gì nha. Hiện tại thì chúng mình đang đứng trước căn hộ là C0907, một con số rất là tròn chính và đẹp đúng không ạ? Đi vào thì cũng tương tự như căn mà mình đã vừa trải nghiệm, thì đi vào cũng sẽ là cửa này ha. Trước hết là mình giới thiệu một chút nha. Cái này cũng là một cái mắt thần này để có thể giúp gia chủ nhìn ở ai ở ngoài để mình có thể rời mở cửa hơn ha. Đây là cái bộ khóa mà bên chủ đầu tư có bàn giao, bao gồm có 3 chức năng là khóa nhập mật mã này, thẻ từ này và khóa cơ này mọi người. Cũng đầy đủ hết luôn ha. Cửa này thì bao gồm 3 lớp, đủ điều kiện của phòng cục phòng cháy chữa cháy ha. Theo chân em nào. Đây là cái khu vực chung của căn nhà ha. Cái căn này thì thực ra là căn hộ này là chủ nhà đang cho thuê nên là có một cái số nội thất cơ bản là như thế này thôi mọi người ạ. Đây là khu vực phòng khách ha. Theo như cái bố trí của căn hộ của gia chủ lúc nãy á, thì khu vực này gia chủ sẽ bố trí là một cái bộ sofa phòng khách ha. Còn khu vực này thì mình có thể để tivi hay là để những cái quạt và trang trí ở đây, chủ đầu tư có đi điền sẵn rồi. Và cũng có một điều đặc biệt nữa là cái căn C0907 này cũng view rất là hoa hậu luôn, cũng là view Đông Nam. View này là view Đông Nam ha. Mình theo chân em trải nghiệm nhé. View này cũng là view nhà phố. Hồi này là mình ở tầng 8 và hiện tại thì mình đang ở tầng 9 nha mọi người. Một cái lan can rất là cao luôn, đủ an toàn nếu như nhà có trẻ nhỏ ha. Đây là khu vực nhà phố, cũng gọi là thuộc chủ đầu tư Khang Điền luôn. Ở ngoài này thì chủ đầu tư có đi cái cục nóng sẵn này, điện chờ sẵn cho mọi người ha. Rồi bây giờ còn đây nữa là cái điện chờ của máy lạnh nha mọi người, chủ đầu tư cũng đã đi sẵn rồi và mình chỉ cần gắn máy lạnh vào là được thôi ha. Ngoài ra thì đây là khu vực bếp mà chủ đầu tư đã bàn giao cho quý cư dân. Chủ đầu tư bàn giao là kế bếp trên này, kế bếp dưới, đá, đây là đá hoa cương ha, đây là đá, đúng rồi, cũng là kính cường lực này, mình có thể giúp dễ lau chùi những cái vết bẩn hơn. Cái này là cũng bàn chủ đầu tư bàn giao luôn, cái này còn mới và chủ nhà vẫn đang còn giá như thế này ha. Ở đây thì chủ đầu tư có để ổ điện sẵn này để mình có thể đun nước hoặc là cắm cơm này, lò nướng, mọi thứ rất là đầy đủ ha. Hai tông màu cũng rất là nhìn rất là sang trọng nữa. Bây giờ thì theo chân em vào phòng ngủ nha. Hồi này mình vừa trải nghiệm thì chủ đầu tư cũng bàn giao sàn gỗ. Gỗ ở đây thì mọi người có thể thấy là sàn gỗ thì chung màu với cái cửa chính. Còn mà cửa những phòng ngủ thì mình sẽ đồng bộ với nhà bếp. Mọi thứ rất là hài hòa giữa với nhau ha. Đây là view của căn tầng 9 nha mọi người. Rất là thoáng. Có thể một mát mẻ này, đầy đủ ánh sáng luôn. Rồi đây là chủ đầu tư cũng có đi điện chờ sẵn cho máy lạnh này, mọi thứ đã rất là đầy đủ rồi. Ngoài ra thì đây là toilet riêng trong phòng master, thì chủ cũng tương tự là chủ đầu tư có bàn giao hết khung thiết bị luôn, mọi người có thể xem ha. Và cũng không thể thiếu nữa là có một cái phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này thì ở trong này chủ đầu tư cũng bàn giao sàn gỗ luôn nha mọi người. Đó. Bàn giao sàn gỗ hết luôn, màu đồng nhất với màu cửa, cũng trang bị sẵn điện chờ máy lạnh, cũng như là cửa sổ. Như kiểu căn lúc này mình xem thì cửa sổ là nhìn ra bên ngoài lô ra luôn. Khác với nhiều dự án mà ở gần Lovera, theo như mà cá nhân Phương Anh thấy thì là phơi đồ và ban công là một, nhưng mà đây là dự án Lovera Vista thì hai thứ là hai điều riêng biệt với nhau luôn. Và quên, đây là khu vực phơi đồ ha mọi người. Khu vực phơi đồ thì chủ đầu tư cũng có đi điện sẵn này, có cục nóng máy lạnh này, máy hút mùi này, mọi thứ rất là đầy đủ hết rồi. Ngoài ra thì khi mà vào nhà thì mình quên mất có một cái phòng ngủ, phòng toilet chung ở ngoài nhà nữa, mọi người theo chân em nha.
Cũng tương tự như những cái căn hồi nãy mình xem thì cũng chủ đầu tư cũng bàn giao full thiết bị như vậy nha mọi người, bao gồm bồn tắm, kệ tắm đứng này, vòi hoa sen, lavabo, rồi rửa, kính, bàn giao hết full luôn, có máy hút mùi luôn. Và ngoài ra nữa thì ở đây dự án Lovela Vista thì chủ đầu tư có trang bị sẵn cái máy nước nóng cho mọi người, điền chờ đã sẵn rồi ha, mọi thứ đầy đủ rồi, mình chỉ làm nội thất và vào ở thôi. Ngoài ra thì đây là cái bộ điện ở trong nhà tổng luôn á, thì cũng như giống như căn tương tự hồi nãy là chủ đầu tư có nót sẵn bao gồm là những gì rồi, nên là mọi người có thể dễ phân biệt và không bị nhầm lẫn giữa các công tắc điện khác nhau. Sau khi xem rồi không biết mọi người có cảm nhận như thế nào, nhưng mà mọi người ơi, đây là cái thẻ em giới thiệu một chút, đây là thẻ cư dân ha. Thẻ cư dân này thì tích hợp vừa có thể mở nhà và vừa có thể là sử dụng thẻ đi thang máy này, thẻ di chuyển đi ra vào của cư dân. Và thẻ này ở dự án Lovela Vista thì mỗi tầng thì sẽ có, chỉ lên được tầng đó thôi và không đi được lộn xộn nha mọi người. Và đây thì sau đây thì mình, sau khi mà đặt trải nghiệm xong rồi thì mình mọi người theo em trải nghiệm thử nội khu Lovela, tiện ích ở đây có những gì đặc biệt nha. Nào đi nào ạ. Và mọi người ơi, ở Lovela Vista không chỉ mình chỉ được sử dụng tiện ích ở mỗi Lovela Vista đâu. Cung đường mà Phương Anh đang đứng đây là cung đường mặt tiền của dự án. Có nghĩa là mình mua Lovela Vista nhưng mà được một cái quần thể rất là nhiều tiện ích ở đây luôn. Phía sau lưng Phương Anh đây là bao gồm 4 phân khu nhà phố, thì có sẽ có tới 4 công viên lớn mà buổi chiều mình có thể đi bộ và chạy thể dục. Một điều đặc rất đặc biệt mà những chung cư khác em nghĩ là không có, đó là trường học. Trường học thì bao gồm từ mầm non tới trung học phổ thông, có nghĩa là cư dân sống ở đây mọi thứ đều rất đầy đủ. Thật là may mắn và vinh dự khi hôm nay đội ngũ driver được gặp và được lên tham quan một căn nhà rất là tuyệt vời như thế này. Thì xin cho con được hỏi, không biết là chú tên gì nhỉ? Tôi tên là Hiếu. Chú Hiếu. Chú Hiếu là chủ căn hộ của C0813 nha quý cho nha mọi người. Hiện tại thì sau khi trải nghiệm thì em thấy là rất là tuyệt vời. Và chú Hiếu ơi, không biết là khi mà chú Hiếu nhận nhà Lovela thì không biết là chú có cảm nhận như thế nào ạ? Kể từ ngày tôi cái nhận nhà này tôi thấy rất là hài lòng. Căn hộ rất là khang trang, đẹp và coi như là an ninh, vệ sinh rất là tốt, không khí rất là thông thoáng. Tôi thấy, tôi đọc qua cái quyển mà chăm sóc khu nhà ở cao tầng của công ty Khang Điền này nè. Tôi thấy rất là hài lòng. Coi như là bảo vệ, chăm sóc hay thông báo hay là mọi cái sinh hoạt gì cho người dân rất là chu đáo. Tôi rất hài lòng. Mỗi ngày khi đi làm về được hưởng cái không khí của cái khu vực này, cái căn nhà này, cảm thấy rất là thoải mái. Thật là vui. Hạnh phúc được hưởng cái căn hộ mà Khang Điền đã làm tốt cho người dân ở. Con rất là cảm ơn cái sự chia sẻ của chú ha. Cũng rất là may mắn và tụi con cũng cảm ơn chú nhiều khi hôm nay mà cô chú và gia đình tạo điều kiện cho tụi con lên có thể giới thiệu một căn hộ rất là tuyệt vời này cho mọi người. Hy vọng là sau này chú còn ủng hộ thêm nhiều sản phẩm của Khang Điền nữa. Con chúc cô chú sẽ thật là hạnh phúc khi an cư ở đây nha chú. Tôi cảm ơn công ty Khang Điền đã cho người dân có được một căn hộ ở rất là đẹp và tốt. Hy vọng rằng sau này tôi sẽ giới thiệu được người thân của tôi đến mua tiếp những căn hộ ở đây rồi, mua những bất động sản sống rất là vui vẻ, tốt ở nơi này. Xin cảm ơn. Cảm ơn chú ạ. Sau khi mà nghe trải nghiệm của chú Hiếu thì không biết là mọi người có suy nghĩ như thế nào, nhưng mà thực lòng thì sau một ngày rất là mệt mỏi thì Lovela đáng là một nơi để mọi người có thể an cư và nghỉ ngơi. Hãy cùng tới Lovela để trải nghiệm nha mọi người. Và nếu như cảm thấy căn hộ của chú Hiếu rất là đặc biệt, có quan tâm tới nội thất thì hãy gọi cho chúng mình nha, chúng mình sẽ hỗ trợ cho mọi người ha. Rất cảm ơn chú ạ. Mọi người có quan tâm tới dự án Lovela Vista của Khang Điền, hãy gọi số hotline ở bên dưới của Rever để được Rever hỗ trợ tốt nhất nha mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại lần sau ạ.